Zidane sẽ luôn có Paris và ký ức về cuộc hành trình vinh quang tại Stade de France ở World Cup 1998. Zidane cũng sẽ có một giác dao không từ Paris sau thất bại tàn khốc của Real Madrid trên sân Paris Saint-Germain. Chiếc ghế huấn luyện viên có thể lung lay mạnh nhưng không ai có thể bất kính với chiếc đồng hồ huyền thoại này. Thất bại muối mặt 0-3 trước Paris Saint-Germain là vết dao cứa đau đớn với Madridista, những kẻ ngập tràn sự tự hào với câu kênh cầu Hala Madrid với 13 danh hiệu cúp C1 châu Âu Champions League và với một mùa hè chuyển nhượng ròn rã, nhưng không vì thế mà có thể vô lễ với Zidane bởi vì ông đã làm cho Real là phi thường. Sự vĩ đại của Zidane có cả ở cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Hiếm thấy nhân vật bóng đá nào có tầm ảnh hưởng xã hội lớn như ông khi còn là cầu thủ. Trận chung kết World Cup 1998 của Zidane và đồng đội đã kéo hàng triệu người Pháp đến bất đồng chủng tộc sâu sắc cùng xuống đường ăn mừng đoàn kết. Zidane không khác gì tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vậy. Người ta có thể đặt câu hỏi về chiến thuật của Zidane, đặc biệt ở trận đấu hoàn toàn không có thủ lĩnh hôm thứ Tư vừa qua. Nhưng đó không phải là lý do để đám đông buông ra sự bất kính và những tiếng hô đòi sa thải đang rầm rĩ trên phương tiện truyền thông đại chúng. Có thể những người dùng dữ liệu và kỹ thuật số để phân tích sẽ không đánh giá cao những gì mà Zidane đã thể hiện. Họ biết ông là một tên tuổi lớn, nhưng không hiểu chính xác tại sao Real của Zidane lại thua thảm để bất lực như thế. Nhất là với lượng điểm, Zidane đã quá quen với áp lực trong những trận đấu lớn, những trận chung kết Champions League, Euro hay World Cup. Hẳn chúng ta còn nhớ sự phi thường của con người này trong việc chiếm đoạt, kiểm soát bóng, những cú rê nghẹt thở và cú bắt vô lê không thể tin nổi trong trận chung kết Champions League 2002 tại Hamden. Zidane là một trong những con người vĩ đại của những trận đấu lớn và điều này cho sự chê bai hiện tại trở nên lố bịch. Cách ứng xử của Zidane khiến ông vô nhiễm trước đám đông. Trong hơn 100 cuộc họp báo mà ông tham dự với tư cách là huấn luyện viên của Real, không khi nào Zidane không đeo mặt nạ để che giấu con người thật. Chỉ có những giây phút mặc khải, người ta mới phần nào được chứng kiến bản lai diện mục của Zidane, nhất khi phải chiến đấu với sự bất công hoặc không khăn chung trên sân. Điển hình như khi bị đuổi khỏi sân trong trận chung kết World Cup 2006 sau cú húc đầu kinh điển vào ngực của Marco Materazzi. Zidane hiếm khi tán tỉnh giới truyền thông, vì vậy anh luôn tỏ ra khó hiểu, vô danh. Điều này làm giảm mối liên hệ tốt đẹp giữa ông với giới báo chí truyền thông, những người đang phản xét ông sau thất bại vừa qua. Con người này là thế, luôn chọn đứng xa sự rùm beng. Như khi Real vô địch Champions League 2017 ở Cardiff, ông chỉ lặng lẽ đứng cùng gia đình xem các cầu thủ ăn mừng. Khi khả năng của Zidane với tư cách huấn luyện viên đang được xem xét kỹ lưỡng, thậm chí là chế giễu, và khi các nhà cái đang dụ dỗ giám cá độ đặt tiền bầu cử Jose Mourinho quay trở lại Bernabeu, điều quan trọng để những người có trách nhiệm phải đưa ra quan điểm và sự tôn trọng. Nên nhớ, huấn luyện viên đang bị chê là bất tài này đã đưa Real đến 3 trận chung kết Champions League liên tiếp và thắng cả 3. Điều này phi thường đến nỗi không thể dùng những lý lẽ, chứ Zidane đã chẳng làm gì nhiều để đưa hình quyền bá chủ châu Âu của Real. Zidane đã quá tự phụ về mặt chiến thuật. Ronaldo mới là người đem về vinh quang để phán xét vì nó rất thiên lệch. Trong năm đầu tiên, Zidane huấn luyện Real vào năm 2016, ngập tràn khắp nơi là các tiêu đề báo chí ca ngợi dấu ấn của ông. Rõ ràng, ông đã giúp các cầu thủ khỏe mạnh hơn, để tiền vệ phòng ngự Casemiro chơi ngay sau Toni Kroos, Luka Modric và giải phóng triệt để cặp hồi bên cánh Marcelo và Dani Carvajal. Khi Gareth Bale bị thương, Zidane đã dùng Isco và biến đổi đội hình đầy hiệu quả. Ông thay đổi được cả bầu không khí, khiến các cầu thủ vui vẻ hơn. Kỹ năng quản lý con người là phẩm chất tốt nhất của Zidane, bởi khi ông nói, các cầu thủ lắng nghe, trong khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti đứng yên quan sát. Bây giờ họ có lắng nghe không? Chỉ những người trong phòng thay đồ mới biết, nhưng có rất ít bằng chứng về việc các cầu thủ nghe lời huấn luyện viên trên sân Paris Saint-Germain. Bây giờ Zidane đang bị buộc tội vì đã phạm sai lầm khi trở lại, bị kết án vì quá trung thành. Chủ tịch Florentino Perez đã gửi điện cho Zidane và ông đáp lại lời cầu xin đó bằng việc quay trở lại sau 284 ngày từ chức. Zidane có thể đã mất lối liên lạc với cầu thủ, không hiểu rõ những hạn chế mới của một Real đang trong quá trình suy thoái sau khi đạt tột đỉnh vinh quang. Ông cần nhận ra rằng Real đã không còn như xưa khi đã thất bại trong việc chiêu mộ Paul Pogba hay Neymar. Sau trận đấu với Paris Saint-Germain, mũi dò dư luận chỉ nhắm vào Zidane vì ông đã nghiệt ngã với Gareth Bale, vì Kelowna bắt phát cực hay cho Paris Saint-Germain, còn Thibaut Courtois đã trở thành thằng ngốc trước cầu môn. Nhưng đấy hoàn toàn là lỗi của Zidane sao? Kịch bản lãng mạn sẽ là để Zidane hồi phục, tìm lại chiến thuật phù hợp để đối phó với những thử nghiệm sắp xảy ra ở La Liga trước Sevilla và Atletico Madrid và vượt qua sự khởi đầu sai lầm này ở Champions League. Trong sự kiên nhẫn của Perez, nếu kết quả không được cải thiện, Mourinho có thể trở lại.
nhưng khả năng nào xảy ra, vai trò và đóng góp của Zidane trong tư cách cầu thủ và huấn luyện viên trong lịch sử vinh quang Real không bao giờ bị lãng quên. Không kẻ nào có thể khinh miệt và hạ thấp được chàng hối